Trẻ 7 tuổi cần chú trọng bổ sung canxi cho bé, giúp bé có một khung xương vững chắc, răng chắc khỏe, tăng trưởng chiều cao tối đa. Với trẻ 7 tuổi nếu mẹ không quan tâm đến việc bổ sung canxi cho con có thể khiến con nhỏ bé hơn các bạn cùng trang lứa, gây nên nhiều hệ lụy về sau này. Vậy bổ sung canxi cho trẻ 7 tuổi như thế nào là hiệu quả? Chuyên gia khuyên mẹ điều gì khi bổ sung canxi cho đối tượng này? Bổ sung canxi cho trẻ 7 tuổi có những lợi ích gì? Canxi là một thành phần chính góp phần xây dựng khung xương chắc khỏe, răng vững chắc cho bé. Ngoài ra canxi còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự khỏe mạnh của hệ thần kinh và mô cơ, mỗi độ tuổi cũng như mỗi đối tượng lại có nhu cầu về canxi khác nhau. Với bé 7 tuổi thì hệ thống xương, răng, mô cơ. Hệ thần kinh của bé đang không ngừng phát triển. Vì thế nhu cầu canxi của bé cũng lớn hơn, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì nhu cầu canxi của những bé từ 4 đến 8 tuổi là 1.000mg canxi trên ngày. Vì thế mẹ nhớ bổ sung canxi cho con từ thực phẩm, cũng như các sản phẩm bổ sung. Để bé đặt đủ nhu cầu canxi cần thiết mỗi ngày nhé, bổ sung canxi cho trẻ 7 tuổi từ những thực phẩm gì? Dưới đây chuyên gia sẽ gợi ý cho mẹ những thực phẩm có chứa nhiều canxi. Mẹ có thể bổ sung cho bé giúp cung cấp canxi cho con an toàn, hiệu quả. Mẹ bổ sung canxi cho bé 7 tuổi từ sữa và các chế phẩm từ sữa. Trong sữa có hàm lượng canxi cao. Sữa còn là nguồn thực phẩm được nhiều bé ưa thích bởi hương vị thơm ngon dễ uống. Một số loại rau màu xanh lá như rau cải, rau lang, rau rền, những loại rau này có chứa hàm lượng canxi không quá cao như trong sữa. Nhưng cũng là một nguồn mẹ có thể tham khảo bổ sung canxi cho con. Các loại cá chứa một hàm lượng tương đối canxi như cá mòi, các loại cá biển Ngoài ra, trong cá còn chứa omega 3 giúp bé phát triển trí não toàn diện, một số loại hạt như hạt điều, óc chó cũng là một nguồn cung cấp canxi cho bé lành mạnh. Những lưu ý khi bổ sung canxi cho trẻ 7 tuổi. Bổ sung canxi cho bé 7 tuổi mẹ cũng cần lưu ý những điều như sau, không bổ sung canxi cùng với những thực phẩm có chứa axit oxalic vì có thể tích tụ thành canxi oxalate, gây nguy hiểm đối với sức khỏe của trẻ, không nên bổ sung canxi vào buổi tối. Mẹ nên cho con uống canxi vào buổi sáng. Lúc này sẽ giảm khả năng tích tụ canxi, canxi có thể được hấp thu tốt hơn, nên cho con uống canxi sau khi ăn sáng khoảng 2 tiếng mẹ nhé, bổ sung canxi cho bé nên lựa chọn những sản phẩm có chứa cả D3 và K2. Vì nếu bổ sung đơn độc canxi sẽ rất khó để đi vào được đến xương. Vitamin D3 và K2 giúp vận chuyển canxi vào đến xương, giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn, hãy hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi bổ sung canxi cho trẻ vì bác sĩ sẽ thăm khám và biết được chính xác bé cần bổ sung bao nhiêu canxi là đủ. Cũng như bổ sung như thế nào cho hợp lý nhé, nếu mẹ bổ sung đồng thời phốt pho và canxi cho con. Không nên bổ sung phốt pho nhiều hơn canxi, vì tỷ lệ canxi và phốt pho mất cân bằng dẫn tới thiếu canxi. Nếu phốt pho nhiều hơn canxi cơ thể sẽ nhanh chóng đào thải canxi ra khỏi cơ thể. Vì thế mẹ nên lưu ý khi bổ sung hai khoáng chất này cùng với nhau nhé. Lưu ý các sản phẩm có chứa magie khi bổ sung cho bé không nên bổ sung cùng nhau. Vì hai ion này cùng hóa trị hai nên có thể gây cạnh tranh hấp thu với nhau, không cho bé ăn nhiều muối có thể cản trở hấp thu canxi vào trong cơ thể bé mẹ nhé. Sản phẩm giúp bổ sung canxi cho trẻ 7 tuổi cực hiệu quả. Bổ sung canxi cho trẻ 7 tuổi không còn là điều gì xa lạ. Tuy nhiên không phải mẹ nào cũng biết lựa chọn những sản phẩm phù hợp để bổ sung cho bé nhà mình. Bổ sung canxi cho bé cần phải lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có thành phần phù hợp với em bé 7 tuổi, giá cả phù hợp với kinh tế gia đình. Chuyên gia gợi ý cho mẹ một sản phẩm giúp bổ sung canxi cho bé 7 tuổi. Thành phần cũng như chất lượng được đảm bảo. Công nghệ từ Nhật Bản, giá cả phù hợp với người dân Việt Nam, cùng tìm hiểu xem sản phẩm có thành phần như thế nào mà chuyên gia lại tin dùng đến vậy nhé. Sản phẩm bổ sung canxi cho bé Amoma Kit Calcium, với thành phần gồm có Canxi chiết xuất từ sữa bé dễ dàng hấp thu được l-lysine, kẽm gluconat, vitamin D3, vitamin K2 hay còn gọi là MK7, vitamin B1 và vitamin B6 giúp tăng cường hấp thu dưỡng chất ở trẻ. Công dụng của Amoma Kids Calcium là bổ sung canxi từ sữa, vitamin D3 và vitamin K2 MK7 giúp xương và răng chắc khỏe, hỗ trợ phát triển chiều cao, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Đối tượng sử dụng trẻ còi xương chậm lớn, trẻ đang trong giai đoạn phát triển, trẻ đang có nhu cầu bổ sung canxi, cách sử dụng uống mỗi lần 10 ml ngày uống từ 2 đến 3 lần, xé gói dùng trực tiếp hoặc đổ ra cốc dùng sau khi ăn. Canxi cho bé Amoma Kit Calcium có điểm gì nổi trội? Được kiểm nghiệm và nghiên cứu trước khi đưa đến tay người sử dụng. Cùng với đội ngũ bác sĩ và dược sĩ chuyên môn cao luôn sẵn sàng hướng dẫn các mẹ sử dụng sản phẩm cũng như hỗ trợ tư vấn các tình trạng sức khỏe khác cung cấp canxi từ sữa, đây là loại canxi dễ dàng sử dụng, không gây cảm giác khó chịu khi uống cho bé và không gây táo bón, bổ sung thêm D3 và K2 tăng cường hấp thu canxi từ máu vào xương. Có thêm L-lysine là một axit amin cần thiết cho cơ thể. Lysine cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải cung cấp từ bên ngoài. Cũng giống như vitamin D3 thì lysine cũng là một chất dẫn truyền vì vậy, bổ sung lysine ngoài tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng, còn giúp tăng cường vận chuyển canxi vào máu tốt hơn. Vitamin B1 và B6 giúp tăng cường hấp thu thức ăn bằng cách tăng khả năng ngon miệng. Amomakit calcium giúp trẻ phát triển chiều cao tốt hơn, hấp thu canxi hiệu quả. Trên đây là lợi ích vai trò cũng như những lưu ý khi bổ sung canxi cho bé 7 tuổi. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo